đi khám tiền hôn nhân thực hiện những cái gì. Ở người nam giới, các cái khảo sát nó sẽ có khảo sát về mặt cấu trúc và khảo sát về chức năng. Khảo sát về cấu trúc, người nam giới sẽ được bác sĩ đánh giá về cấu trúc của tinh hoàn, xem có các cái bất thường không. Thứ hai là kiểm tra về chức năng, thì người nam giới sẽ được làm đầu tiên là xét nghiệm tinh trùng để kiểm tra xem việc xuất tinh có bình thường không. Sẽ kiểm tra về một cái xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu sẽ gồm các phần. Phần thứ nhất là phần kiểm tra công thức máu để loại trừ cái nghi vấn về việc mang gen bệnh thalassemia. Thứ hai là sẽ kiểm tra các hormone sinh sản hoạt động bình thường hay không. Và thứ ba là kiểm tra để loại trừ các bệnh liên quan đường tình dục gồm có HIV, viêm gan B và bệnh giang mai. Trong một số trường hợp, cặp đôi sẽ được tư vấn làm xét nghiệm chăm sóc thể. Đây là cũng là một xét nghiệm lấy máu, chỉ cần làm một lần duy nhất trong đời thôi, không cần làm lần thứ hai. Và tùy vào yêu cầu tiền sử bệnh của hai vợ chồng mà các bác sĩ sẽ tư vấn cặp đôi làm thêm xét nghiệm cần thiết. Khi có nhu cầu khám nam khoa, hãy tìm bác sĩ Long ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.